Chào các anh em, mình có lướt qua một số diễn đàn á, mình có thấy anh em hỏi về cái vụ mà chế từ cái kim dài á, từ cái kim dài này thành cái kim đàn ha, từ thành cái kim đàn để mình xài để mình thay kim cho nó dễ. Nhưng mà có một số nhà nhà làm máy á, người ta làm ra cái cục để chế từ cái kim dài qua cái kim nha kim ngắn vậy nè, nhưng mà cái giá thành nó là cao quá, giá thành nó tới là 500 ngàn một cục. Mà nếu như chúng ta mua là không lẽ chúng ta mua một cục rồi lúc mà ta đạp ta là thay kim cho không có được, tất nhiên chúng ta phải mua ít nhất phải 3 cục, đúng không, ba cục mà với giá 500 ngàn một cục thì tính ra là 1,5 triệu. Anh em thì nghĩ cái 1,5 triệu đó mà anh em mua kim này anh em xài thì nó sẽ mất bao lâu nó mới hết, anh em đúng không? Bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà mình tận dụng, mình chế từ cái kim dài qua kim ngắn cho nó nhanh nhất và nó dễ nhất, dễ làm nhất. Anh em thấy ha, ai cũng làm được, ai rất là dễ. Rồi bây giờ anh em cùng vô xem cách mình làm và mình chế ra kim dài qua kim ngắn như thế nào cho nó nhanh và dễ. Đây mình có chuẩn bị một số ca loại kim để mình chế. Đây mình có là kim nét, đây là kim tô, đây là kim đạn ha. Ví dụ như bây giờ anh em để mình có chế xong thì nó thành giống như vậy này nè, đó. Đó. Từ kim dài chế đến kim ngắn. Thì để chế kim thì anh em tận dụng lấy cái kim đạn ha, lấy cái kim đạn để anh em chế luôn. À, cái kim đạn mà cái loại hộp mà cái kim đạn loại màu vàng này anh em, là cái hộp kim vàng ha, cái vàng chắc anh em cũng biết rồi, hộp kim vàng này nè, hộp kim vàng thì giá rất là, giá này nó rẻ lắm, một hộp kim này tầm khoảng 120 đến 150 tùy size à, nó rất là rẻ, mà một hộp có tới 20 cây đó. Nên mình lấy cái này mình chế, anh em có thể dùng kim mới chế cũng được ha, hoặc là dùng kim cũ xài rồi mình chế, nhưng kim cũ mình phải ngâm cồn vệ sinh đi nha. Đầu tiên thì mình lấy cái kim thì mình sẽ lột lột nó ra, lột nó ra này đúng không, rồi mình tháo cái này ra, mình tháo cái này ra, mình có thể dùng răng hay dùng cái gì đó để mình tháo ra, cách tháo nó rất dễ nè, bật nó ra anh em đó, thấy không? Để nó ra này đó. Rồi mình sẽ bỏ nó đi không, mình bỏ qua một bên. Sau rồi mình sẽ dùng cưa sắt ha, mình dùng cưa sắt mình cắt ngay ngay cái đoạn này này, cắt ngay đoạn này ha. Cắt cái đoạn này cắt ra đó. Đây mình sẽ cắt ra như thế này, thấy không? Đó, cắt ra thì cái lỗ này nó sẽ hơi nhỏ ha. Hơi nhỏ thì mình sẽ dùng cái dao cắt giấy mình quét sơ sơ nó ha, quét sơ sơ nó này đó. Cho mình dùng cái ngòi mình nhét vô nè, anh em thấy không? Đó, nhét rất nó khá chặt anh em ha, đó nó chặt lắm, anh em thấy không? Nó là chặt, đúng không? Tiếp theo nữa thì mình mới bắt đầu mình tháo tháo cái này ra, ha. Đó, anh em rút cái này bỏ ra một bên, anh em tuột cái này xuống, đó, anh em tuột xuống, tuột ra luôn. Tôi ra luôn ha. Rồi mình dùng cái kìm, mình kìm hay cái gì đó mình kẹp ở đây nha anh em đó. Rồi mình dùng một quẹt mình đốt ha, mình đừng có đốt vô sát vô đây, mình đốt ở ngoài này nè ha, đốt ở ngoài này nè, đốt ngoài này đây, mình đốt ngoài này cho nó nóng lên, nó sẽ nóng vô bên trong ha. Đốt ở trong này nó chảy ra, nó cho nó nóng vô bên trong, nó nóng vô bên trong mình sẽ nắm cái lấy kìm khác mình kéo nó ra ha. Đó, mình nắm mình xoay mình kéo nó ra đó, nó đã kéo ra được anh em thấy không? Rồi mình để xuống để ra. Trong tiếp theo là mình sẽ cắt cái cây kim đây, bây giờ mình sẽ đo cái đoạn này ở đây đó. Rồi cái này nó sẽ nằm ở đây, mình đo đó, mình đo cái ngòi và nó dài ở đâu thì mình sẽ cắt cái cây kim này đó, đúng không?
cái cây kim của nó nằm tới đâu. Đó. Nó nằm khoảng ở cái tầm này anh em à, khoảng đâu tầm này nè, đâu tầm này. Thì anh em dùng một cái kìm, anh em cắt, anh em mua được cái kìm mà loại kìm cắt á, nó bén á thì ngon, mình không có kìm cắt mình gấp mình đỡ bằng cái kìm này ha, đỡ bằng cái kìm này thôi. Đó. Bây giờ mình cắt này. Mình sẽ cắt nó. Giờ mình cắt xong ha. Đó. À, giờ mình sẽ ra cái kìm kìm cái kia cho mình ở đây. Nên bây giờ tiếp theo là mình sẽ gắn cái cục cao su này vô lại như cũ. Đó. Gắn vô cái vị trí này như ban đầu đúng không? Rồi, lấy cái kim mình nhét vô đây. Đó. Nhét vô. Mình dùng cái kìm mình kẹp và mình đóng xuống cho nó chắc ha nè. Đóng hết. Đóng hơi mạnh tay chút cho nó chắc. Rồi. Giờ nó đã khá chắc ha. Rồi mình nhét cái đít lại. Nhét cái đít cho cái phốt lại. Là xong. Bây giờ mình nhét cái ngọn vô nè, nhét cái ngọn vô nè. Cái ngọn nhét cái đồ cũng khá chắc ha. Rồi. Rồi, nhét cái kim vô. Đấy. Giờ mình đã xong một cái cây kim đại. À đây nè. Đây. Đấy. Thấy không? Rồi, mình thử ra cho thấy chạy. À, anh thấy không? Máy chạy. Đó. Đúng không? Đó là xong một cái, ta đã làm xong được một cái cây kìm. Khi anh em làm xong, anh em đốt cái này ra. Tháo kìm ra. Đốt cái này đi, dùng. Dùng cái kìm đút cái này ra. À, dùng. Dùng cái kìm này đút cái này ra. Đó, dục đi. Hai cái miếng này ta dục đi. Đúng không? Và cái này ta giữ lại. Để lần sau tiếp theo, lần sau anh em có làm nữa thì anh em ngâm cái này, ngâm cụm rửa sạch sẽ đi. Để dành lần sau làm tiếp ha. Vậy là chúng ta đã làm xong một cái cây kim. Đúng không? Còn cái lần thứ hai là cái dùng loại kim kim ga vít này nè, kim vít thì này thì nó ngon, nó dễ hơn vì nó không có cần cắt cưa gì hết anh em ơi. Mình chỉ cần bỏ vô là làm thôi. Đó, cái kim ga vít này nó như vậy nè anh em nè, đúng không? Đó, ví dụ như vậy đi. Đó, mình ví dụ rồi. Còn kim mới mình không làm, làm mất công nó uổng cái kim của mình. Đó, anh em chỉ cần lấy cái này ra. Lấy cái này ra. Đấy là cách dễ dàng đúng không? Rồi, mình cũng làm y chang như hồi nãy ha. Đó. Y chang như nãy, cũng tuột cái này ra, cũng hơi lửa rồi rút nó ra. Xong rồi đo cắt kim. Đó, mình có thể đo cắt kim mình làm giá nha. Đây. Thành cái bằng. Nè thấy không? Đó. À. Thì cái này nó không cần cắt, nó khó sẵn rồi, nên chỉ cần nhét vô thôi ha, nhét vô nè. Đó, nó rất là chắc nè, nhét vô chắc rồi thấy không? Rồi. Đắp kim vô. Đó. Đó. À. Nhưng anh em chú ý cho cái kim nếu như mà lại kim né, kim tô bằng thì phải chanh cho nó bằng cái mặt này ha, nhét cho bằng thì bằng. Đó. Đó. Nhìn thấy không? Vậy là của mình đã làm xong một cái cây kim, một cái bộ kim để mình dùng cho cái máy bền, máy xay kim đạn ha. Rồi khi chúng ta mà cắt cưa, tháo ghép gì đó thì chúng ta sẽ được hai cái cục như vậy. Như hồi nãy thì chúng ta làm xong thì chúng ta dục mọi thứ đi xuống đúng không? Thì chúng ta còn giữ lại hai cái cục như vậy. Hai cái cục như vậy thì chúng ta sẽ vệ sinh nó. Vệ sinh nó bằng cồn hay bằng cái gì đó cho nó sạch sẽ cho chúng ta cắt đi. Và anh em có thể làm nhiều cái tùy thích ha. Đây là mình hướng dẫn mình làm hai cái với lại hai cái chủng loại kim khác nhau. Đúng không?
Khi hồi nãy chúng ta đo thì chúng ta sẽ đã có được cái mức của cái kim sẵn rồi. Khi mà có khách tới á thì chúng ta chỉ việc là lấy hai cái kim này ra và ngồi và kim dài, đúng không? Thì giờ hồi nãy mình đã đo, mình cắt xong rồi mình sẽ ghi nhớ, mình chỉ ghi nhớ là từ cái này ra ngày bao nhiêu. Ví dụ như từ cái này là 5 cm, đúng không? Cái kim nét là 5 cm, cho cái kim vàng này là 5 cm, thì anh em đo 5 cm, đúng không? 5 cm xong anh em dùng cái kim cắt ha. Nếu anh em làm chuyên vẽ này, anh em chỉ mua một cái kim cắt. Cái kim cắt nó rất là bén anh ạ, em cắt một phát một xong mà anh ta lột ra. Ta lột ra rồi sẽ gắn cái kim vô đây ha. Anh em nhét cái kim vô và chú ý cho cái này lên trên giống như cái kim mình hay làm. Đây, nhét vô. Đấy. Đó. Chúng ta có thể gì? Dùng cái kìm hay cái gì đó chúng ta kẹp, chúng ta gõ xuống cho nó chắc, xong không? Rồi chúng ta lột cái ngòi ra và nhét nó vô. Đó là cái khâu ráp kim, giống như là mình ráp kim dùng máy ha. Rồi nhét vô. Đấy. Vậy là cha đã xong một cái kim. Đó, khi anh em làm xong thì anh em cũng rút cái này là phục vì giữ lại cái này và vệ sinh và làm cho lần sau, đúng không? Đó, cái kim nét cũng vậy thôi. Đó, anh em đo, ví dụ là kim nét là bao nhiêu? À, đó là 6 cm, đúng không? À, ta nhớ là 6 cm, lần sau ta đo từ đây lên 6 cm, đúng không? Dùng kim cắt các cái bắp xong, lọc cái kim ra, rồi gắn nó vô. Đó, chúng ta có thể gõ cho nó cứng ha, dùng kìm gõ cứng hay dùng tay gõ cho nó cứng cũng được. Rồi lột cái ngòi ra. Đó là một lần ráp kim ha, một lần ráp kim. Còn hồi nãy là mình chỉ là cách làm cái kim ha. Đó, nên không? Đúng không? Rồi. Xong. Có hai cái kim để xài. Đúng không anh em? Nhưng mà cái cuối cùng mình nói gì là anh em? Làm chơi cho vui thôi chứ anh em đừng có làm. Vì mỗi lần làm xong mình vệ sinh mệt lắm. Không, bây giờ mình dục đi cũng uổng mà mình vệ sinh nữa chua, phải gâm cồn rồi chùi rửa này kia cũng khá mệt. Thôi có chè kim mới tầm từ 150 đến 200 ngàn hộp, ta mua xài trả cho nó nhanh thì hơi đâu mà ngồi chế chị nó mệt đâu, đúng không? Đó, bây giờ mình chỉ cần mình chế để cho nó có clip để cho anh em coi cho nó vui, và anh em thích chế thì chế thôi ha, chứ mình cũng không có khuyến khích anh em chế đâu. Chế này mất công lắm. Rồi, thứ nhất là khâu vệ sinh. Thứ nhất là khâu vệ sinh. Mình làm xong vệ sinh mà lắm. Còn kim kia là cái máy làm xong dục đi thôi. Đó. Nhưng mình được cái lợi là rất là rẻ, nó không có tốn gì hết. Anh em muốn tận dụng kim dài chế quá thì chế là làm ok rồi. Nhưng mà cũng là cuối cùng mà khuyên là anh em đừng có chế. Chế làm chi mất công vệ sinh mà lắm. Nhưng mà cái kim mà người ta bán để cho anh em chế, anh em làm xong anh em cũng phải vệ sinh, cũng phải rửa này kia. Nhưng mà được cái bằng kim loại anh em bỏ vô máy hấp mấy đồ được, còn này bằng nhựa mình bỏ máy hấp không được, hấp thì độ thấp thôi, độ cao nó chảy ha. Rồi chào anh em ha, đó là một cái sơ chế cái loại kim cho anh em coi thôi, chứ về lý thuyết là vậy, nhưng mà về phần thực hành thì nên không nên chế đâu. Đó, anh em làm xong anh em có thể rút này dục ha. Đó, vừa nhanh vừa lẹ, có một cái kim nếu như mình muốn xài cái máy ben hoặc cái máy đôi máy dùng cho chuyên kim đạn anh em ạ. À, rồi chào anh em, hẹn gặp anh em những video lần sau.